Việc đầu tiên là mình phải xây dựng được cái mô hình dữ liệu quan hệ trước. Đấy. Trước khi mà mình thiết kế cái cơ sở dữ liệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu trên vật lý ở trên SQL Server Management Studio, thì cảm khởi động cái SQL Server Management Studio lên. Thì mình vào vào file chuột, vào database, chọn new database và đặt tên cho cái cơ sở dữ liệu đó. Thì việc đặt tên là có các cái nguyên tắc, một là tiếng Việt không dấu, cái thứ hai là không có dấu cách. Đấy, tiếng Việt không dấu, ví dụ như đây là cơ sở dữ liệu này sẽ là quản lý bán hàng, hay cơ sở dữ liệu thấy đặt tên là quản lý bán hàng, tiếng Việt không dấu ha. Không có dấu cách. Còn nếu mà các em muốn có dấu cách thì các em đặt ở phía dưới, dấu cách chân ở phía dưới ha. Thì các em có thể đặt tên bằng tiếng Việt có dấu cách thì SQL Server vẫn cho phép. Tuy nhiên là đến khi mà các em truy vấn thì đôi khi là mình sẽ gặp một số lỗi, cho nên là việc đặt tên cái cơ sở dữ liệu thì tốt nhất là theo nguyên tắc là tiếng Việt không dấu. Là được. Ok. Ok nhé. Thì mình có một cái cơ sở dữ liệu là quản lý bán hàng ở đây. Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ thêm lần lượt các cái bảng vào. Bảng ở đây thì chúng ta có đầu tiên là cái khách hàng trước. Đấy. Để thêm cái bảng khách. Bảng khách thì mình phải chuột ha. Chọn gì đây? Vào trang quản lý bán hàng, vào table ha, vào table, vào phải chuột chọn new table. Đấy, table. Thì đây là cái bảng đầu tiên của cái cơ sở dữ liệu. Thì gồm có cái bảng khách này, gồm có khách này, mã khách, tên khách, địa chỉ khách. Đấy, đầu tiên là mã khách ha, mã khách. Đấy. Rồi tiếp đến là tên khách, tên khách, rồi đến là địa chỉ khách ha, địa chỉ, đến địa chỉ của khách này. Thì đối với cái địa chỉ khách này thì mình ở cái cột data type thì các em lựa chọn ở đây là nvarchar, nvarchar 255 chẳng hạn, này nvarchar 255, tức là cái chuỗi của địa chỉ khách là dài tối đa là 255 ký tự. Đấy. Hoặc là đến cái tên khách để cũng tương tự là mình chọn nvarchar. Nvarchar thì cho phép chúng ta là lưu trữ cái dòng dữ liệu theo kiểu chuỗi Unicode được ha. Nếu mà các em chọn varchar không thôi thì khi mà mình gõ tên khách, địa chỉ khách mà có dấu tiếng Việt thì nó sẽ không hiển thị ra đúng ha. Giả sử là tên khách mình cũng cho 255 đấy. Tiếp đến là mã khách. Mã khách thì đối với các cái mã thì các em nên là chọn kiểu số, kiểu number, kiểu số. Và cụ thể ở đây là chọn kiểu integer, kiểu số nguyên đấy. Đây chọn đây là kiểu số nguyên đấy. Và cột tiếp theo là nó cho phép allow null hay không, cho phép có rộng hay không. Nếu mà mình click vào tức là cho phép cái cột này rộng, thì ở đây thầy không muốn là cho phép cái cột rộng ở cái mã khách, cũng tên khách cũng vậy, không cho phép nó rộng. Đấy. Chỉ cho phép là địa chỉ khách thì có thể không cần nhập địa chỉ khách cũng được. Đấy. Nhưng mà tên khách thì bắt buộc phải nhập. Tiếp đến là các em để ý ở đây là mã khách là một cái khóa chính, mã khách khóa chính. Và đặc điểm của khóa chính thì thường á, là nó sẽ tự động tăng. Đấy, tự động tăng. Cho nên là mình lựa chọn vào cái ô cái dòng mã khách này đây. Thì các em ở phía dưới column property á, thì mình di chuyển chuột xuống phía dưới. Đấy. Chọn cái
E-Identity Specification thì các em chọn ở đây là Yes, Yes, đục chuột vào thì nó sẽ hiện ra Yes. Và nó sẽ hiện thì ở đây là đây là cái mã định danh, cái mã định danh, mã khách là một cái mã định danh ha, E-Identity là Yes. Và tốc độ tăng của nó là 1 ha. Tốc độ tăng tăng tức là mình không cần nhập vào cái mã khách mà cái trên hệ thống SQL Server sẽ tự động nhập cái mã khách cho mình. Mỗi lần nhập như vậy thì một cái bản ghi mới thì nó sẽ tự động tăng lên một đơn vị. Ví dụ như mã khách hiện nay là chưa có mã khách nào thì nếu chúng ta nhập vào một dòng dữ liệu mới thì cái mã khách tự động tăng lên 1, rồi sau đó đến 2, đến 3, đến 4. Đấy. Tiếp đến là mình phải chuột tiếp đến là mình phải chuột vào cái ô mã khách đó, phải chuột vào cái ô mã khách đó, cái dòng mã khách đó ha. Và các em chọn là set primary key, tức là mình sẽ set cái ô mã khách này là thành là khóa chính trong cái bảng khách này, thì set primary key này là có hình cái ổ khóa hiện ra đây. Đấy. Sau đó các em nhấn lưu lại ha, lưu save, đặt tên của cái bảng thì bảng này là khách ha, khách, ok, thầy lưu lại ha. Thì như vậy á, thì sau đó thì mình kiểm tra ở trong cái table, thì table có cái bảng khách này, bảng khách đây của các em ha. Thầy tắt cái file lowest tắt cái dòng này đi ha, thầy đục chuột vào cái khách này đây, thì nó sẽ có cả cái column này là mã khách này, là primary key, PK là primary key là khóa chính, kiểu là kiểu int, kiểu integer và không cho phép rộng. Đấy. Tên khách cũng như vậy, địa chỉ khách này cho phép rộng. Nếu các em muốn biến tập lại cái file cái bảng khách này thì các em phải chuột chọn design ha, design. Chọn design, phải chuột chọn design đây. Thì mình sẽ biến tập lại cái bảng này. Đấy. Như vậy là cái kỹ thuật ở đây là khá đơn giản. Mình làm lần lượt cho các cái bảng đơn hàng. Tiếp theo các em phải chuột nhé. New table. Mình có bảng đơn hàng thì có số đơn. Số đơn hàng đó. Có ngày đặt. Ngày đặt. Có mã khách. Mã khách đây, mã khách. Đó. Thì khóa chính ở đây là số đơn đấy, cho nên là các em chọn kiểu integer đấy, kiểu số nguyên, không cho phép null, không cho phép null. Ở phía dưới là mình cũng tự động tăng nhé, tự động tăng. Is identity specification mình đục chuột vào đây, is identity này, đục chuột vào đấy. Rồi, phải chuột set cho nó là primary key, set primary key nhé. Đấy. Ở đây ngày đặt là theo kiểu dữ liệu, data type, kiểu dữ liệu sẽ là date time ha. Date time đâu? Date time đây. Đấy, kiểu dữ liệu date time, này, date time. Ngày giờ. Đấy, mã khách là mình nhập vào đúng cái kiểu của mã khách ở trong cái bảng khách là kiểu integer. Và ở đây thì thầy cả ba cái trường này thì đều không cho nó null, không cho nó rộng. Đấy. Mình xem xét cái cái bảng ngày đặt này ha. Bảng ngày đặt này thì bảng ngày đặt thì mình cho kiểu là date time ha. Rồi ok, sau đó mình lưu lại cái bảng này theo tên là đơn hàng ha, đơn hàng, save đơn hàng. Đấy, rồi là mình có được cái bảng đơn hàng ha, bảng đơn hàng.
Đấy. Thì khi đó thì thông thường ở trên SQL Server nó không hiện ra cái bảng đơn hàng ngay. Nếu mà em muốn hiện thì cái bảng đơn hàng ở đây thì mình phải chuột chọn refresh, phải chuột vào table chọn refresh đấy thì nó hiện ra cái đơn hàng đây. Đấy. Tương tự thì ta làm tiếp cho cái bảng dòng đơn. Dòng đơn thì có số đơn, đấy. Có có mã hàng đấy. Đặt tên là tiếng Việt không dấu nhá, số lượng đặt, đấy. Số đơn là kiểu integer ha, số nguyên. Mã hàng cũng kiểu integer và số lượng đặt kiểu integer đấy. Ba cái thông số này thì mình không cho phép nó rộng ha, không cho phép nó rộng đấy, phép nó rộng. Ở đây thì các em sẽ thấy là số đơn và mã hàng ở trong cái bảng này á, thì cái mã hàng là của bên này, số đơn là bên này, và hai thân phần, hai cột, hai trường là số đơn và mã hàng là đóng vai trò là khóa chính, ở trong cái dòng đơn. Do đó thì các em lựa chọn cả hai cột ha, bằng cách bôi đen hai cột hoặc là nhấn phím Control rồi click chuột vào dòng số đơn này, click chuột vào đây và bấm phím Control và click chuột vào mã hàng. Và tương tự mình phải chuột chọn set primary key đấy, chọn hai cột và mình chọn set primary key đấy. Rồi ok, như vậy là xong cái phần dòng đơn. Thầy lưu lại ha, dòng đơn, dòng đơn nhé, dòng đơn đấy. Ok, tiếp là mình sẽ làm cho bảng hàng hóa đấy, bảng hàng nhé, phải chuột new table. Thì bảng này là có mã hàng đấy, có tên hàng, có mô tả hàng, có đơn vị hàng, đấy. Thì tương tự mã hàng là kiểu integer, tên hàng là kiểu n và char, tên hàng là cho độ dài của cái chuỗi ký tự là mình tối đa là 255 ký tự. Mô tả hàng cũng vậy. Mô tả hàng thì có thể là các em chọn kiểu task, ha, kiểu task cũng được. Kiểu task thì nếu mà cái mô tả của mình nó nhiều nhiều thì mình chọn kiểu task. Phần mô tả hàng có thể chọn kiểu task. Nếu mà mô tả hàng mà ít thì cái độ dài trong cái chuỗi mà mô tả hàng á, ngắn thì chúng ta có thể chọn là cho n va cha 500 cũng được, ok không sao. Cái đơn vị hàng, ở đây thì có thể, nếu mà các em lập ra một cái bảng mới để cho phần đơn vị như cái chiếc chầu rồi tấn tà đấy, còn nếu không thì mình cho nó kiểu n va cha cũng được ha, n va cha 50 chẳng hạn đấy. Thì nếu mà các em nâng cấp lên cái bảng cơ sở dữ liệu này đấy, quản lý thay vì đây là đơn vị hàng thì mình quản lý cái tên là mã đơn vị chẳng hạn, mã đơn vị, và mình có một cái bảng đơn vị hàng riêng đấy, thì cũng được đấy. Đặc điểm ở đây á, thì mình thấy cái mã hàng này sẽ tự động tăng đấy, tự động tăng. Cho nên là mình chọn phần property á. Ở phần property là is identity specification này, đục chuột vào đấy, tự động tăng lên. Tên hàng đấy, tên hàng thì bắt buộc là phải điền vô ha. Đơn vị tín, đơn vị hàng bắt buộc phải điền vô chẳng hạn. Còn mô tả hàng thì có thể có hoặc không. Rồi ok, nếu như vậy á, thì mình đã xong cái bảng hàng này, mình lưu lại save hàng. Tiếp là thầy tạo cái bảng dòng phiếu này, dòng phiếu phải chuột nhé, phải chuột refresh này. Mình nãy giờ mình tạo được bốn bảng rồi ha,
phải chuột new table. Giờ là đến cái dòng phiếu. Dòng phiếu thì có số phiếu. Số phiếu này có mã hàng, mã hàng có số lượng giao, số lượng giao có đơn giá giao, đơn giá giao này. Thì kiểu này mình cũng chọn là số nguyên integer, số lượng giao là cũng integer, đơn giá giao cũng là integer. Hoặc có thể các em chọn kiểu money cũng được, kiểu tiền tệ cũng được. Nếu không thì mình cho nó luôn là kiểu integer hoặc là kiểu money. Ở đây thì các cái trường số phiếu mã hàng thì bắt buộc là không được cho phép rộng ha. Số lượng giao cũng không được rộng, đơn giá giao cũng không được rộng. Ok. Và hai cái cột là số phiếu và mã hàng này thì là đóng vai trò là khóa chính, do đó ta nhấn phím Ctrl và click chuột vào cái ô số phiếu và mã hàng, sau đó phải chuột, sau đó ta phải chuột chọn set primary key. Đấy. Như vậy là mình có hai cái khóa chính. Đấy. Các em lưu lại nhé. Đây là dòng phiếu ha, bảng dòng phiếu. Ok, bảng dòng phiếu, bảng dòng phiếu. Tiếp là thầy đến cái phiếu giao là cái bảng cuối cùng nhé, phải chuột new table phiếu giao. Thì ở đây là mình có số phiếu này, số phiếu này, ngày giao này, ngày giao này, nơi giao này, nơi giao này, mã khách. Đấy, mã khách. Ok. Thì cái kiểu dữ liệu của số phiếu là kiểu integer, nơi giao ngày, mã khách là kiểu integer. Đấy. Ngày giao thì các em chọn date time. Đấy. Nơi giao thì mình chọn là nơ va cha đi, nơ va cha 255. Đấy là 255. Đó. Ở đây thì các em sẽ để ý là cái số phiếu này là một cái khóa chính. Đấy, khóa chính, số phiếu là khóa chính. Đó. Số phiếu là khóa chính. Thì chúng ta sẽ cho phép nó là tự động tăng này. Ở đây là is specification. Đấy, đúp chuột vào ha. Đấy, tự động tăng. Đấy. Tự động tăng và set nó là primary key. Đấy, set primary key. Đấy. Mã khách là kiểu integer rồi. Ok, nơi giao ngày giao. Ngày giao không được phép rộng, nơi giao không được phép rộng. Đó. Ok, lưu ha. Lưu save là mình có phiếu giao. Phiếu giao. Đấy. Như vậy là các em đã có ở trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta là có sáu cái bảng. Đấy. Giờ thì công việc tiếp theo là mình sẽ vẽ cái biểu đồ để và thiết lập các cái mối quan hệ giữa các cái bảng với nhau. Đấy. Để vẽ biểu đồ thì các em vào database diagram này, đây cái database diagram này, đây. Yes. Có new được không? Ok. Thì các em chọn phải chuột này, chọn new diagram ha. New diagram đây, thầy làm lại nhé, phải chuột chọn new diagram này. Chọn hết add nhé. Add hết cả cái bảng. Đấy. Thầy giờ thầy mở rộng ra nhé. Đây là có cả cái bảng ở trong cái dữ liệu mình có 6 cái bảng đây. Sáu cái bảng đây. Sáu cái bảng như vậy. Mình xem lại ở trong cái bảng biểu đồ. Thì các em có thể nhấn phím Ctrl, mình lăn chuột để cho thu nhỏ hay là phóng to lên. Đấy.
thì mã khách hàng đây này, quên, khách đầu khách này, khách này, rồi đến hàng này, rồi phiếu giao thì nằm đây này, dòng phiếu nằm đây này, đơn hàng nằm đây này, dòng đơn nằm đây đấy. Đó. Đây. Đấy. Đấy, các em có thể cho nó to lên để thầy lưu lại nhé. Thì đây là biểu đồ mô hình dữ liệu quan hệ, biểu đồ mô hình dữ liệu quan hệ bán hàng nhé, bán hàng. Ok, thầy lưu lại này. Thì bây giờ chúng ta sẽ thiết lập cái mối quan hệ giữa khách với đơn hàng này, giữa khách và đơn hàng. Thì cái mã khách này, mã khách ở đây, ở trong cái bảng đơn hàng á, thì đóng vai trò là khoản ngoại, khoản ngoại, và đây vì sao nó khoản ngoại thì vì nó là khoản chính ở trong cái bảng khách, trong bảng khách này. Thì mình để mà thiết lập mối quan hệ giữa khách và đơn hàng thì mình cảm click chuột vào cái mã khách ở đây, và mình kéo đến và click chuột vào, cảm chỉ cần click chuột vào, click chuột vào này, click chuột vào ở nơi cái khóa này, và kéo kéo về nơi cái mã khách ở bảng đơn hàng, mã khách ở bảng đơn hàng nhé, mã khách này. Như vậy là mình sẽ tạo một cái foreign key, FK là foreign key giữa đơn hàng và khách, giữa đơn hàng và khách. Trong đó primary key là ở bảng khách, bảng khách là có tên là mã khách, và foreign key là cái khoản ngoại là nằm ở bảng đơn hàng này, và có tên là mã khách này. Mình cảm nhận ok. Ok. Đấy, như vậy là nó sẽ thiết lập một cái mối quan hệ một nhiều, một nhiều từ đây, một nhiều ha, một nhiều từ khách cho đến đơn hàng này, các em có thể lưu lại nhé. Yes. Tiếp đến là mình thấy là ở đây là cái đơn hàng với dòng đơn. Đấy, đơn hàng dòng đơn thì một cái dòng đơn này, ở đơn hàng thì có nhiều nhiều cái số đơn ở cái dòng đơn đấy. Thì mình tương tự các em cũng kéo qua đây, kéo qua đấy. Thì nó cũng tạo một cái foreign key giữa dòng đơn và đơn hàng. Trong đó bảng đơn hàng là chứa khóa primary key, khóa chính, còn foreign key là khoản ngoài, khoản ngoài thì nằm ở bảng dòng đơn nhé. Ok, save nhé. Yes. Rồi, tiếp là một cái mối quan hệ cái mã hàng. Là đây các em có mã hàng với cái mã hàng của dòng đơn đấy. Thì tương tự thì ok, mã hàng chưa 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 set primary key nha. Thầy thầy set, mình có thể thao tác trực tiếp ở trên này cũng được. Set primary key cho mã hàng, cho mã hàng ở đây. Đấy, các em có thể set primary key cho mã hàng. Đấy, yes. Hoặc là để thầy kiểm tra lại ở trong cái bảng này nhé, mã hàng hàng đây ha. Design, phải chuột design. Để coi là mã hàng này, tự động tăng rồi, ok, được ha. Rồi, như vậy là thầy lúc nãy là mình làm thiếu cái set primary key cho cái mã hàng. Bây giờ mình sẽ kéo cái mã hàng ở đây, lên mã hàng ở dòng đơn này, để thiết lập cái mối quan hệ này. Tức là mình sẽ thiết lập một cái mối quan hệ giữa cái bảng hàng và bảng dòng đơn này, tương tự đây. Ok. Tiếp là các em xem mối quan hệ giữa hàng với dòng phiếu. Một mã hàng thì có nhiều cái mã hàng ở dòng phiếu ha. Thì mình cũng thiết lập mối quan hệ giữa hàng, mã hàng và mã hàng ở dòng phiếu. Kéo qua đấy. Set. Tương tự. Ok.
Đấy. Và tiếp là mình sẽ có là một cái phiếu giao, thì sẽ có một cái số phiếu này. Thì có nhiều cái số phiếu ở trong dòng số phiếu giao nhé. Thì các em tương tự kéo qua nhé, kéo qua số phiếu đây. Đấy. Ok, primary key, đấy, phiếu giao, dòng phiếu. Ok. Như vậy đây cũng mình cũng có một quan hệ một nhiều với số phiếu về số phiếu giữa phiếu giao và dòng phiếu nhé. Tương tự có cái bảng mối quan hệ cuối cùng là khách, là có mã khách ở đây và mã khách ở đây là foreign key nhé. Thì thầy kéo cái mối quan hệ này, kéo qua cái mã khách ở đây này, foreign key này, foreign key ở trong phiếu giao. Ok, đấy, lưu lại nhé, save. Đấy. Yes. Thì như vậy như vậy thì thầy đã thiết lập cái mối quan hệ giữa các cái bảng rồi. Nếu các em có thể sử dụng cái chức năng sắp xếp tự động ấy, của Microsoft. Đây là lúc nãy thầy bấm cái chức năng sắp xếp tự động của Microsoft, sử dụng cái chức năng sắp xếp tự động của Microsoft để sắp xếp các cái bảng trong cái lược đồ này ha. Lược đồ này tuy nhiên là nếu mà sắp xếp như vậy thì thấy nhìn nó cũng không có đẹp lắm đấy. Thì thường là mình có thể sắp xếp bằng tay nhé, xây nhé. Thầy tắt ra bớt mấy cái dòng này. Mình có thể sắp xếp bằng tay sao cho đẹp đấy. Đấy, dòng phiếu ha. Ok. Đấy, cho nó nhỏ lại thì đấy. Mã hàng này. Đây. Đơn hàng này. Đơn hàng này. Đơn hàng đây. Đấy. Đấy. Thì các em có thể kéo thả để sắp xếp bằng tay, hoặc trong trường hợp mà mình có quá nhiều cái bảng mình sắp xếp bằng tay không được, thì mình có thể sử dụng cái chức năng arrange table của tự động của SQL Server để các em sắp xếp cái bảng này. Đấy, arrange table nhé, arrange table đây. Thì nó sắp xếp như này cho các em. Đấy. Thì nếu mà các em chấp nhận cái phương án sắp xếp này thì có thể dùng, còn nếu không thì mình sử dụng lại cái sắp xếp của mình. Đấy. Thì trong cái bảng database rồi. Oh, sorry, refresh. Đây. Cái biểu đồ khi mà các em không nhìn thấy nó thì các em refresh nhé, refresh thì nó sẽ hiện ra cái biểu đồ mô hình dữ liệu quan hệ bán hàng, đúp chuột vào đấy thì nó sẽ ra như thế này cho các em. Ok rồi, như vậy là thầy đã kết thúc cái quá trình thiết kế cái cơ sở dữ liệu vật lý dựa trên cái biểu đồ, cái lược đồ, biểu đồ mô hình dữ liệu quan hệ. Sau khi mà chúng ta xây dựng được cái mô hình biểu đồ dữ liệu quan hệ thì các em hoàn toàn có thể triển khai nó trên các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server hay là MySQL, thì các cái thao tác thì tương tự nhau, tương tự hoàn toàn gần giống nhau. Ok.